chào tất cả cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh ABC làm của Lâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào xem các video mà Lâm đã chia sẻ cho các bạn. Thì Lâm xin tự giới thiệu lại cho các bạn nào mà mới xem kênh của Lâm á, thì Lâm hiện là đang sống ở Phước Long, Bạc Liêu. Thì các bạn có thể kết bạn với Lâm qua Facebook Sơn Trần Vũ Lâm hoặc là tham gia các fanpage Đại Lâm Mộc, nhóm Đại Lâm Mộc mà Lâm lập ra để cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm về việc chơi lan. Thì cái video ngày hôm nay là Lâm muốn chia sẻ các bạn là cách kích rễ cho những cái cây mà chúng ta kích bằng KKG nè ha, bằng KKG nè. Thì các bạn, nếu mà các bạn nào có xem video của Lâm thì các bạn cũng biết là Lâm có làm cái video kích cây bằng KKG như thế này ha, bằng KKG đỏ, là bằng cách là bơm vào thân ha, tiêm nó vào thân á. Thì cái việc kích cây bằng KKG đỏ này nó cho cái hiệu quả lên cây rất là tốt, cho hiệu quả lên cây rất là tốt. Nhưng bên cạnh đó nó có một cái nhược điểm là nó làm ức chế cái quá trình ra rễ của cái cây, làm ức chế quá trình ra rễ của cái cây. Thật sự là đúng là như vậy. Thì tại vì Lâm cũng làm kích rễ luôn, Lâm cũng khi mà kích cây xong, Lâm làm video kích rễ đó thì Lâm cũng xịt cho nó luôn, cũng xịt cho cái thằng giò chầm trắng là mà Lâm đã kích cây luôn. Nhưng mà thật sự là nó không có nhúc nhích luôn, không có đồng tĩnh gì luôn các bạn. Thì chính vì đó Lâm cũng đi hỏi rất là nhiều bạn, rất là nhiều bạn chơi lan cùng với Lâm, thì nếu mà những ai mà đã từng sử dụng kích cây bằng KKG rồi thì người ta cũng đều có một cái nhận định như thế này là kích cây thì nó ra tốt nhưng mà bộ rễ thì nó có phát triển. Và nếu mà chúng ta sử dụng cái liều lượng mà nó hơi quá, liều lượng nó hơi dạng như quá liều các bạn, thì cái việc ra những cây con á nó khó phát triển cao, khó phát triển dài. Chính vì thế thì chúng ta nên sử dụng cái liều lượng là nó nhất định thôi ha. Liều lượng là nhất định thôi, liều lượng là phải như hướng dẫn hoặc là thấp hơn, chứ đừng có bao giờ mà tham quá. Với lại một cái lưu ý nữa với các bạn á, là khi mà chúng ta kích thì đừng có mắt nào cũng kích hết. Đây là những cái thân này là mắt nào Lâm cũng kích hết cho nè, nó ra rất là tốt ha. Nhưng mà tùy theo cái chế độ chăm sóc của mỗi người nữa, thì chúng ta là theo Lâm khuyên các bạn là mỗi người mỗi một thân gì khoảng tầm hai mắt hoặc là ba mắt thì chúng ta mới chích cho nó một lần thôi, để cho nó cái cây nó nuôi cây nó khỏe hơn. Thì tùy theo cái chế độ chăm sóc thì chúng ta mới là kích nhiều mắt hoặc là ít mắt ha. Thì nếu mà các bạn nào mới chơi thì nên là hai ba mắt thì hãy kích một lần thôi. Thì bây giờ cho Lâm xin mời các bạn xem cái thành quả mà Lâm kích rễ cho nó, rồi sau đó là xin mời các bạn xem cái cách mà Lâm thực hiện. Đây là xin mời các bạn xem cái thành quả mà Lâm kích rễ ha. Kích rễ cho những cái cây đây. Các bạn thấy nè. Đó, nó ra rễ rất là nhiều ha. Đó. Ra rễ trắng luôn ha. Đây, những cái cây này vẫn vậy, những cây này cũng ra rễ rất là nhiều nè. Đây nè các bạn. Đây. À, các bạn thấy không, mắt nào Lâm cũng chích hết ha, nó ra rễ. Đây cũng vậy. Đó. Rồi, vậy rồi nha, các bạn đợi xíu. Rồi, bây giờ là xin mời các bạn xem cách thực hiện của Lâm. Thì Lâm cũng đi mua cái vitamin B12 về để mà Lâm sử dụng để Lâm giải độc ha. Thì thầy Tám Ngọc có nói cái vitamin B12 này dùng để giải độc cây lan, nó sóc thuốc rồi sóc phân này nọ đó. Thì bây giờ cũng mua về thử, tại vì hôm trước xịt cái rễ mà không ra rồi. Thì bây giờ cũng theo thầy Tám Ngọc chỉ thì mình mua vitamin B12 này về để mà mình xịt. Thì Lâm nói trước luôn là để không làm mất thời gian của bạn nhiều ha, là Lâm sử dụng cái vitamin B12 này là cái liều lượng của nó là 2cc cho nửa lít nha, 2cc cho nửa lít luôn ha, để mà Lâm xịt cho nó. Thì Lâm sẽ sử dụng nó liên tục trong vòng từ bữa nay là 16 tay ha. Hôm nay là ngày 16 tay tháng 5, thì tới ngày 20 tháng 5 là coi như xong. Tại một ngày xịt một ngày nghỉ ha, một ngày xịt một ngày nghỉ. Thì bữa nay 16 thì 18 xịt, rồi 16 xịt nè, 18 xịt nè, rồi 20 xịt nè, coi như ba lần xịt là nó xong cái việc mà giải độc cho cây đó. Thì các bạn, thì Lâm cũng dùng ống tiêm để Lâm rút 2cc để Lâm xịt cho cái cây này ha. Ủa, đây.
thì đó. Rồi cái việc mà vừa tới cái ngày 21 thì Lâm sẽ xịt cái loại cái loại phân kích rễ mà Lâm mua mà Lâm chưa sử dụng lần nào hết. Thì Lâm cũng tới ngày đó thì Lâm sẽ cho các bạn xem cái hình của cái phân kích rễ đó tại Lâm cũng đem lên. Rồi, đây khi mà sử dụng thì chúng ta cũng lắc đều lên vậy thôi ha. Lắc đều lên rồi chúng ta tưới nước cho nó ẩm ẩm rồi chúng ta 15 phút sau chúng ta xịt. Cái việc đó cũng như vậy thôi. Thì Lâm nói cho các bạn biết luôn, chờ tới ngày 18 và ngày 20 Lâm sẽ không quay video ha. Tới ngày 21 Lâm sẽ có bạn phân kia thì Lâm sẽ quay video cho các bạn xem, và Lâm sẽ nói là cái liều lượng với cái chu kỳ mà Lâm xịt cho nó luôn để cho các bạn xem. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở ngày 21 tháng 5 nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả cô chú anh chị luôn. Thì hôm nay là tiếp tục cái làm video kích rễ cho cái phần mà kích kỳ này ha. Thì hôm trước thì Lâm cũng nói các bạn là Lâm kích kỳ nó đã ra rồi ha, nhưng mà nó chưa có ra rễ những cái kỳ kích nè, mặc dù nó rất là lớn nè ha, nó rất là lớn luôn mà nó chưa ra rễ. Thì không biết các bạn có thấy, để Lâm đẩy gần cho đó, rất là lớn mà nó chưa có ra rễ ha. Có những cái kỳ này là cái kỳ tự nhiên nè, kỳ lớn tự nhiên nó đã ra rễ rồi ha, nhưng mà ảnh hưởng thuốc thì nó ảnh hưởng thuốc nó ra thêm hai cây nhỏ nữa đó. Đó, hôm nay là làm video mà tiếp tục cái video để mà kích rễ, thì Lâm sẽ sử dụng cái loại phân mà Lâm mua nè, không biết nó có hiệu quả rồi sao. Đây nè, cái phân của Thái nè đó, thì Lâm cũng sẽ sử dụng với liều lượng là đây người ta có để là 2cc 2-3c một lít nước, thì Lâm sẽ sử dụng là cái liều là 3c luôn ha, 3c một ít nước luôn, coi như thế nào cái cây nó bị chết hay không. Chết là do nó. Rồi Lâm sẽ để xem để kích rễ, để dùng để kích rễ mà đang cần, tại vì cây này hôm trước là đã kích rễ rồi, Lâm làm video kích rễ Lâm cũng có xịt cho nó luôn nhưng mà không thấy có sự tiến triển gì hết. Hôm nay làm cái này trước khi sử dụng thì mình lắc đều lên nha các bạn, để Lâm để chất xuống nha. Đây nè, rút một c nè, bỏ vô đây 2C nè, một ống với 1C nha, dùng cái ống nè, 2C, 3C, đó. Nè, để Lâm làm thử cho các bạn xem luôn, xem cái loại này nó có tốt như người ta quảng cáo hay không. Tốt mình mua mình xài, chai này thì có người nó mua chỉ 70 ngàn thôi, 250 lít thì cũng được. Có người đó mà Lâm mua tới 100 bị sộ rồi, đó. Cái bình này Lâm chuẩn bị là 1 lít nước nè, có thể dư thiếu chút đỉnh nha, tại vì không có lường đó, rồi chỉ xịt lên thôi. Lâm sẽ làm rồi Lâm sẽ làm cái việc này mà liên tục xịt khoảng 3 lần để xem nó kết quả như thế nào, rồi Lâm sẽ quay lại kết quả cho các bạn xem ha. Thì Lâm làm lần này là làm mẫu cho các bạn xem, rồi lần sau thì cách một ngày Lâm sẽ xịt một lần. Hôm nay là cái ngày hôm nay là ngày không biết có thấy không đó, hôm nay là ngày 24 tháng 5, và ông gà nhà có đám nên là đáng lẽ là ngày 22 làm rồi, nhưng mà nhà có đám nên không có làm, nên là 24. Thì Lâm sẽ xịt cái này, Lâm sẽ xịt cái này bữa nay ngày 24, 25 nghỉ và 26 xịt, rồi 27 nghỉ, 28 xịt ha. Xịt 3 lần cũng giống như cái vitamin B12, Lâm cũng xịt 3 lần để mà giải độc cho nó, giải độc hữu cơ, giải độc đồ này nọ. Thì Lâm cũng sẽ lấy cái này để Lâm xịt kích rễ luôn ha. Đó, đây là những cái cây mà mầm gốc mọc tự nhiên nó đã ra rễ, nó bám rồi nè đó ha, những cái mầm gốc nó mọc tự nhiên nó ra rễ nó bám rồi, thì đáng lẽ là phải cắt những thân già này ra đó, nhưng mà do nó đang nuôi những cây này ha. Lâm sẽ xịt 3 ngày luôn nha, 3 lần để xem nó có sự phát triển gì không đó. Xịt đều lên luôn, xịt cho mình ướt hết luôn, xem nó có cái sự khác biệt gì hay không. Những cái cây tự nhiên thì nó ra rễ rất là khỏe, còn những cây kích bằng thuốc này như hôm nói, như Lâm nói đó, thì cái việc ra rễ nó hơi bị khó khăn, thì chúng ta phải kích rễ cho nó. Hôm trước kích bằng cái của Lâm mà chưa thấy nó phát triển nhiều, có một số cây nó ra, một số cây nó không, thì hôm nay sử dụng thêm cái này nữa xem mày có ra hay không. Rồi, video này đến đây là coi như là mình tạm hết đi, rồi để xem sau qua ba lần xịt thì cái loại này thì nó có cái hiệu quả, cái kết quả gì hay không ha. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin hẹn gặp lại và các bạn ở cái kỳ video tiếp theo.
Rồi, coi như là các bạn đã xem xong cái cách thực hiện của Lâm. Thì khi mà xem xong như vậy thì Lâm có thể là các bạn tìm cái loại thuốc mà trong cái video mà kích rễ của Lâm thì các bạn phải tìm không có ở nơi các bạn ở. Thì cái điều cái tìm thuốc đó Lâm nghĩ nó không quan trọng. Thì quan trọng là chúng ta chỉ cần có cái thuốc kích rễ thôi, có cái phần kích rễ thôi, thì cái loại nào cũng có thể được. Như các video Lâm chia sẻ đó, là Webless hoặc là Tetra Sọc 4 hoặc là N3M thì Lâm không có dùng nha. N3M thì Lâm không có dùng, và Hùng Nguyễn thì Lâm cũng không có dùng. Thì hai cái loại đó thì Lâm không có dùng, còn các bạn dùng thì tùy ha. Có thể là các bạn kiếm loại khác không có thì các bạn có thể mua cái đó cũng được ha, nhưng mà Lâm không dùng cái loại đó nên Lâm không có thể nào cho lời khuyên được. Thì các bạn có thể dùng những cái loại mà như Lâm nói nè, Tetra Sọc 4 hoặc là Redflex ha, thì cái đó nó rẻ tiền, thì Lâm thấy nó rẻ tiền và xài nó cũng ok. Và quan trọng nhất là cái này nè các bạn, là vitamin B12 ha, vitamin B12 đó. Vitamin B12 này thì nó giúp cho giải độc. Cái này á là Lâm xem thầy Tám Ngọc chỉ nha, chứ không có phải là Lâm giỏi gì đâu. Lâm không phải là Lâm giỏi gì hết, Lâm cũng xem của thầy Tám Ngọc chỉ. Cái này nó dùng để nó giải độc những cái cây mà có thể gọi là sốc thuốc, hoặc là sốc thuốc, hoặc là mình mới chuyển từ cái vườn khác về, hay là như thế nào đó, là giống như phân thuốc quá liều đó, chúng ta sử dụng vitamin B12 để chúng ta giải độc cho nó thì cũng ok ha. Thì Lâm xài với cái liều lượng lúc nãy các bạn xem á, là 2c một lít nước, 2c là nửa lít nước. Thì chúng ta có thể xài 2c nửa lít hoặc là 3c một lít cũng được ha, là 2c nửa lít hoặc là 3c một lít cũng được. Nhưng mà tại vì Lâm thử mà, Lâm thử nghiệm thì Lâm sẽ lấy 2c một lít nước, để 2c nửa lít nước để xem như thế nào. Thì coi như là nó đã giải độc cho cây này thành công, và khi mà Lâm kích rễ thì nó đã ra rễ. Thì cũng giống như các bạn xem video nãy á, thì các bạn có thấy là nó có rất là ti, nhưng mà những cái rễ nó không có thấy. Cái video này thì Lâm làm cũng hình như hơn 2 tháng rồi, nó ra rễ lâu rồi, nhưng mà do tại vì bận việc gia đình nên là Lâm không có up lên cho các bạn xem. Thì hôm nay mới rảnh được tí thì mới up lên cho các bạn xem. Thì cũng mong các bạn khi mà xem video này xong và thực hiện cho những cái key ở nhà của mình nó sẽ thành công như Lâm như vậy. Xin cảm ơn. Nếu thấy video hay thì các bạn hãy like video này và chia sẻ nó cho nhiều người sẽ giúp Lâm. Và nếu mà còn gì thắc mắc thì các bạn hãy comment bên dưới video, trực tiếp bên dưới video luôn, để Lâm chia sẻ cho các bạn cái cách trong cái video mà Lâm hướng dẫn nha. Còn nếu mà cái gì khác nữa có thể Lâm không biết thì Lâm cũng không có chia sẻ được, cũng mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.